Tiếp bóng đá 14 tháng 8, Camavinga chấn thương nặng, Luis Diaz đồng ý với Man City, Palmer ở lại Chelsea đến năm 2033. Valencia từ chối Liverpool vụ Mamardashvili. Valencia đã từ chối lời đề nghị từ Liverpool cho thủ môn Georgi Mamardashvili, theo thông tin từ Radio Marca Valencia. Đội bóng La Liga này hiện đang gặp khó khăn tài chính và cần phải bán một cầu thủ để cân đối ngân sách. Tuy nhiên, dù có cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ, Valencia vẫn từ chối mức giá mà Liverpool đưa ra. Theo Radio Marca Valencia, Liverpool dường như đã đưa ra một lời đề nghị không chính thức và Valencia hy vọng rằng đội bóng Anh sẽ tăng giá. Mamardashvili, ngôi sao của đội tuyển Georgia tại UEFA Euro 2024, là một trong những cái tên Liverpool nhắm tới sau khi không thể chiêu mộ Martin Zubimendi. Tuy kỳ chuyển nhượng vẫn còn hơn 2 tuần, nhưng hiện tại tương lai của Mamardashvili vẫn chưa rõ ràng. Camavinga chấn thương. Tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid dự kiến sẽ vắng mặt trong trận siêu cúp UEFA diễn ra vào thứ Tư sắp tới sau khi gặp chấn thương đầu gối trong buổi tập. Cầu thủ người Pháp đã bị chấn thương trong một buổi tập nhỏ tại sân vận động quốc gia ở Warsaw, nơi Real Madrid sẽ đối đầu với Atalanta, đội vô địch Europa League. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Camavinga trong nỗ lực vượt qua đồng đội Aurelien Tchouameni đã trượt ngã và tỏ ra đau đớn khi bị chấn thương. Sau khi được kiểm tra tại phòng thay đồ, Camavinga sẽ trải qua các cuộc xét nghiệm thêm để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Manchester City bất ngờ đạt thỏa thuận với Luis Diaz. Theo các báo cáo từ Tây Ban Nha, tiền đạo Luis Diaz của Liverpool đã đồng ý gia nhập Manchester City với mức phí chuyển nhượng dự kiến là 60 triệu bảng. El Chiringuito đưa tin vào chiều thứ Ba rằng cầu thủ quốc tế người Colombia đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm với nhà đương kim vô địch Premier League. Tuy nhiên, phía Liverpool cho biết họ chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào từ Manchester City. Diaz, người đã gia nhập Liverpool từ Porto vào tháng 1 năm 2022 với giá 37 triệu bảng, đã ghi được 24 bàn trong 98 trận ra sân và góp phần giúp Liverpool giành được cúp FA và hai danh hiệu Carabao Cup. Mặc dù đã có những tin đồn về việc chuyển nhượng, Diaz trước đó đã khẳng định anh rất hạnh phúc tại Liverpool và không có ý định rời đi. Việc Luis Diaz đồng ý gia nhập Manchester City thực sự là một tin tức gây chấn động trong giới bóng đá Anh, khi mà trước đây Diaz đã nhiều lần khẳng định tình cảm của mình với The Kop. So không kịp trở lại, Manchester United vừa nhận thông tin không vui trước mùa giải Premier League 2024-2025 khi hậu vệ Luke Shaw dính chấn thương bắp chân trong buổi tập. Theo thông báo từ câu lạc bộ vào sáng 14 tháng 8, Shaw sẽ phải nghỉ thi đấu đến cuối tháng 9 sau loạt trận FIFA Days. Đây là lần thứ hai Shaw gặp chấn thương bắp chân trong năm nay. Trước đó anh đã nghỉ từ tháng 2 đến tháng 6 và chỉ trở lại ở vòng knockout Euro 2024. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Thiram Malaysia, hậu vệ trái dự phòng, cũng đang chấn thương và chưa rõ ngày trở lại. Tuy nhiên, người hâm mộ MU có thể yên tâm phần nào khi câu lạc bộ chuẩn bị chiêu mộ Nosem Marouy, người có thể đảm nhận vị trí hậu vệ trái. Dù vậy, những chấn thương liên tiếp ở vị trí này đang khiến huấn luyện viên Erik ten Hag đau đầu trong việc chuẩn bị cho mùa giải mới. West Ham chính thức có Aaron Wan-Bissaka. West Ham United chính thức chiêu mộ hậu vệ Aaron Wan-Bissaka từ Manchester United với một hợp đồng 7 năm. Hậu vệ 26 tuổi đã có 190 lần ra sân cho Quỷ Đỏ, phát triển thành một trong những hậu vệ một đối một xuất sắc nhất Premier League, giành FA Cup, EFL Cup và thi đấu trong trận chung kết UEFA Europa League. Wan-Bissaka, người từng thi đấu cho đội trẻ của Crystal Palace, sẽ trở lại London để tiếp tục sự nghiệp tại sân London Stadium. Anh chia sẻ niềm vui khi được trở về quê nhà và hứa hẹn cống hiến hết mình cho câu lạc bộ. West Ham rất hài lòng với bản hợp đồng này khi Aaron Wan-Bissaka mang đến kinh nghiệm và chất lượng hàng đầu của Premier League. Hậu vệ người Anh không chỉ nổi bật với khả năng phòng ngự vững chắc mà còn là một cầu thủ đa năng, có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong hàng phòng ngự của The Hammers. MU từ chối Napoli mượn McTominay. Manchester United vừa từ chối đề xuất mượn tiền vệ Scott McTominay từ Napoli. Dù tương lai của McTominay tại Old Trafford vẫn chưa rõ ràng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn lại hơn 2 tuần nữa. Quỷ Đỏ không chấp nhận đề nghị mượn từ đội bóng Serie A. Sau một mùa giải 23-24 ấn tượng với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường, McTominay đã thu hút nhiều sự quan tâm đến từ các câu lạc bộ khác. Fulham cũng đã hai lần đề nghị mua McTominay, nhưng đều bị MU từ chối với mức giá dưới 25-30 triệu bảng mà họ mong muốn. Napoli đã thử tiếp cận với mong muốn mượn cầu thủ này, nhưng Manchester United không sẵn lòng mở cửa cho tùy chọn này. Hiện vẫn chưa rõ liệu Napoli có tiếp tục theo đuổi McTominay hay không. Cole Palmer gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2033. Chelsea đã chính thức gia hạn hợp đồng với Cole Palmer thêm 2 năm, kéo dài đến tháng 6 năm 2033. Đây là phần thưởng xứng đáng sau mùa giải đầu tiên cực kỳ ấn tượng của Palmer tại Stamford Bridge, nơi anh ghi được 25 bàn thắng và 15 kiến tạo trong 45 trận đấu trên mọi đấu trường. Palmer, 22 tuổi, đã gia nhập Chelsea từ Manchester City vào mùa hè năm ngoái với mức phí ban đầu 40 triệu bảng, cùng các điều khoản bổ sung có thể tăng thêm 2,5 triệu bảng.
Chelsea cũng đã có một mùa hè bận rộn với nhiều bản hợp đồng mới và Palmer được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong mùa giải tới khi đội bóng chuẩn bị cho trận mở màn Premier League gặp Manchester City. Mourinho bị loại khỏi Champions League. Jose Mourinho đã có một phản ứng khá lạc quan sau khi Fenerbahce bị loại sớm khỏi Champions League. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chịu thất bại cay đắng khi bị Lille cầm hòa 1-1 sau hiệp phụ, dẫn đến thua chung cuộc 2-3 ở vòng loại thứ 3. Dù vậy, Mourinho không quá thất vọng. Ông cho rằng Fenerbahce không có cơ hội để giành Champions League nhưng có thể làm nên chuyện ở Europa League. Mourinho, người từng dẫn dắt Roma đến trận chung kết Europa League năm ngoái, tự tin rằng ông có thể tái hiện thành công này với Fenerbahce. Tuy không muốn nói nhiều về quả phạt đền gây tranh cãi, ông vẫn bày tỏ niềm tự hào về đội bóng khi họ đã cống hiến hết mình và xứng đáng chiến thắng. Mourinho cũng mới ra mắt tại Super League với chiến thắng 1-0 trước Adama Demirspor nhờ bàn thắng của Edin Dzeko. Với việc chuyển sang Europa League, Mourinho và Fenerbahce hy vọng sẽ có một hành trình thành công hơn tại đấu trường này. Real hạ nhiệt vụ Trent Arnold. Real Madrid đã giảm bớt sự quan tâm đến hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Liverpool. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tìm kiếm một hậu vệ phải mới khi Dani Carvajal và Lucas Vázquez đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Từng được liên kết mạnh mẽ với Alexander-Arnold trong những tuần gần đây, kế hoạch ban đầu của Real Madrid là ký hợp đồng với cầu thủ này dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau, khi hợp đồng hiện tại của anh với Liverpool hết hạn. Tuy nhiên, theo thông tin từ Daily Mail, Real Madrid đã tạm dừng việc theo đuổi Alexander-Arnold. Một phần lý do có thể là Liverpool đang làm việc để gia hạn hợp đồng với hậu vệ này, nhằm tránh mất anh miễn phí vào năm 2025. Điều này khiến Real Madrid không còn mặn mà như trước trong việc chiêu mộ ngôi sao người Anh. John Stones đính hôn. John Stones mới đây đã chính thức đính hôn với bạn gái doanh nhân Olivia Naylor. Hậu vệ 30 tuổi của Manchester City đã cầu hôn Olivia trong một chuyến đi sau thất bại của đội tuyển Anh tại chung kết Euro. Olivia đã chia sẻ tin vui này trên Instagram với dòng chữ Mr. Stone to be, kèm theo biểu tượng nhẫn cưới. Cặp đôi tổ chức một bữa tiệc đính hôn thân mật với sự tham gia của bạn bè thân thiết. Bữa tiệc được trang trí với bánh kem có dòng chữ Love is sweet và các món tráng miệng độc đáo. Olivia và Stone bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 và đã chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 1 năm ngoái. Cặp đôi hiện rất háo hức chờ đợi đám cưới trong tương lai gần và cả hai đều tràn đầy hạnh phúc khi chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của cuộc sống cùng nhau. PSG chào mua Jadon Sancho với mức lương cao kỷ lục. Jadon Sancho, cầu thủ chạy cánh của Manchester United, đang có ý định gia nhập Paris Saint-Germain sau khi đạt thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với đội bóng này. Theo RMC Sport, Manchester United sẵn sàng để Sancho rời Old Trafford nếu PSG chấp nhận mức phí chuyển nhượng trên 60 triệu euro. Sancho, người từng chơi cho Borussia Dortmund mùa trước theo dạng cho mượn, hiện vẫn còn hợp đồng với MU đến năm 2026. PSG, sau khi bán Kylian Mbappe cho Real Madrid, đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp để thay thế và đã đề nghị Sancho mức lương 17 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận giữa hai câu lạc bộ không hề dễ dàng và quá trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Người đại diện của Ugarte đã đến Anh để đàm phán với MU. Manchester United đang tiến gần đến việc chiêu mộ tiền vệ Manuel Ugarte từ Paris Saint-Germain sau khi đội bóng Pháp giảm mức giá yêu cầu ban đầu là 51 triệu bảng. Theo các báo cáo, siêu cò Jorge Mendes đã có mặt tại Anh để đàm phán với Quỷ Đỏ, đưa thương vụ này đến giai đoạn cuối cùng. Ugarte, người đã đạt thỏa thuận cá nhân với Manchester United, đang rất mong muốn gia nhập đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag. Mặc dù mức phí chuyển nhượng giữa hai bên vẫn là một rào cản, việc Paris Saint-Germain giảm yêu cầu đã mở ra cơ hội lớn cho United. Ugarte hiện đã bị loại khỏi các buổi tập của PSG, cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Luis Enrique. Manchester United với sự hỗ trợ từ Sir Jim Ratcliffe đang quyết tâm hoàn tất thương vụ này trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Như vậy là bản tin bóng đá ngày 14 tháng 8 đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn khán giả đã ở lại với video clip đến thời điểm này. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực to lớn để Fansworld Live phát triển tốt hơn về mọi mặt để phục vụ các khán giả đã yêu quý kênh. Đừng quên subscribe và đặt chuông thông báo để đón xem những chuyển động không ngừng nghỉ của bóng đá thế giới. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại.